dịch gì đó má. Mày hát lộn rồi đó. Đi đáp con ông. Một con dịch xè ra hai cái cánh má mới làm cái gì. Sao mày chưa được khúc giờ hay vậy? Để lại đi anh ơi. We'll be right back.
vịt gì đó má. Mày hát lộn rồi đó. Người ta hát con ong. Một con vịt xè ra hai cái cánh má mới làm cái gì sao mày chưa được khúc giờ hay. Ê lại đi anh ơi. Đợi chút chị dò chứ. Giờ bắt đầu dò xấu tôi cái gì? Anh đâu em gái. Một cái anh 48 giờ kêu qua. Ý gì má? Ngô tả lịch sử mù quá. Ý 56. Rồi ai hả má má? Ý rồi 26 sàn 12 đủ rồi. Cái thưa quý vị, 12, 26, 48 và 56. Đây mời một vị khán giả dò giùm em. Đây chị nhìn giùm em đi nha. 12, 26, 48 và 56. Dòng loại 408 đúng dòng loại chị ha. Rồi cảm ơn chị gái rất là nhiều. Rồi chúng ta kiểm tra bao lì xì giùm em nha. Và 4 trái banh trên tay xuống thưa quý vị. Và cái thưa quý vị ơi, chúng ta đã có dòng loại mới. Đó là dòng loại tiếp theo với 15 vé và ô nhiễm kỹ. Đó là 20.000 đồng cho 15 vé. Cô chú chị nào mình chưa có vé các bạn dạy cho ta lên. Chúng em điều động nhân viên tới tận nơi phục vụ quý vị. Và quý vị ơi cũng đừng quên lịch diễn của gái lắc Lô Tô Hương Nam sẽ được diễn ra liên tục mỗi tuần 4 ngày. Nha quý vị nha, lịch diễn của Lô Tô Hương Nam tại sân khấu Cine Coffee trong khu Terrason sẽ được diễn ra 4 ngày một tuần. Đó là thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thưa quý vị. Và đặc biệt đó là vào ngày thứ 7 tuần sau, chúng ta sẽ có một chương trình lô tô vô cùng đặc biệt với vị khách mời sẽ xuất hiện trong chương trình vào thứ 7 tuần sau. Đó chính là ca sĩ hải ngoại Cát Tuyền sẽ phục vụ cho tất cả quý vị vào thứ 7 tuần sau thưa quý vị nha. Và rất mong quý vị sẽ quay lại đây và ủng hộ cho gánh hát lô tô Hương Nam. Và kính thưa quý vị nhớ luôn nhớ dùm cho các thi cũng như là người đẹp bà Su Su đang phục vụ cho quý vị là lịch diễn cố định của tụi em là khoảng thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Và song song vào đó thứ 7 tuần sau chúng em sẽ tăng cường nữ ca sĩ hải ngoại phục vụ cho quý vị là nữ ca sĩ Cát Tuyền phục vụ cho quý vị. Và luôn luôn mong quý vị ủng hộ dùm cho chúng em để chúng em luôn luôn sẵn sàng mời những ca sĩ nổi tiếng cũng như là những nghệ sĩ đặc biệt là ca sĩ cải lương hoặc là ca sĩ nhạc hải ngoại để phục vụ cho quý vị. Thì mong quý vị nhớ luôn luôn ủng hộ giùm cho chị em chúng em ha quý vị ha.
Rồi quý vị ơi, dòng loại này 20.000 đồng cho vòng là vé. Ai chưa có vé cứ mạnh dạn giơ tay lên giùm em thú vị nha. Dòng loại đặc biệt 20.000 đồng, một hai dòng loại nữa thôi là kết thúc những dòng loại đặc biệt rồi thưa quý vị. Cho nên là tha thiết mời quý vị ủng hộ cho tụi em.